Tổng hợp quy hoạch quận Gò Vấp mới nhất năm 2021. Quy hoạch quận Gò Vấp có những dự án hấp dẫn nào đáng để định cư hoặc đầu tư mua bán cho thuê kinh doanh? Trong thời gian sắp tới, quy hoạch quận Gò Vấp có những thay đổi như thế nào về phát triển cơ sở hạ tầng và giao thông? Hãy cùng với blog Nội thất đẹp tìm hiểu đầy đủ qua video tổng hợp quy hoạch quận Gò Vấp mới nhất năm 2021 sau đây nhé. Đầu tiên là tổng quan quy hoạch quận Gò Vấp. Gò Vấp là một quận nội thành với diện tích đất tự nhiên là 19,2 km2, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km. Quy hoạch quận Gò Vấp được định hướng là cửa ngõ nối liền trung tâm thành phố với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, v.v. qua trục lộ Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh, xa lộ Đại Hàn, tiếp cận phi trường Tân Sơn Nhất và đường xe lửa Bắc Nam. Vị trí, quận Gò Vấp là một quận nội thành nằm ở phía đông bắc của thành phố và tiếp giáp với các quận khác như sau. Phía bắc giáp với quận 12, phía nam giáp với quận Phú Nhuận, phía tây giáp với quận 12 và quận Tân Bình và phía đông giáp với quận Bình Thạnh. Tổng diện tích của quận Gò Vấp là 1.975 ha và dân số nằm khoảng 636.033 người, mật độ dân số khoảng 29.000 người trên 1 km2 tính năm 2016. Nói về đơn vị hành chính thì quy hoạch quận Gò Vấp về hành chính gồm có 16 phường, trong đó không có phường 2, gồm có phường 1, phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9, phường 10, phường 11, phường 12, phường 13, phường 14, phường 15, phường 16 và phường 17. Trong đó phường 10 được xem là trung tâm của quận Gò Vấp. Nói về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Xét về quy hoạch chuyển thành đất hỗn hợp thì khu dân cư phường 5 được điều chỉnh từ đất dịch vụ thành đất hỗn hợp. Khu dân cư phường 1 được điều chỉnh từ đất cây xanh cách ly lưới điện thành đất hỗn hợp. Còn nói về quy hoạch chuyển thành đất dân cư hiện hữu thì khu dân cư phường 13 được điều chỉnh từ đất cây xanh cách ly thành đất dân cư hiện hữu. Khu dân cư phường 15 được điều chỉnh từ đất cây xanh thành đất khu dân cư hiện hữu. Và khu dân cư phường 3 được điều chỉnh từ đất công trình công cộng, đất quân sự thành đất dân cư hiện hữu. Về quy hoạch chuyển thành các đất khác trong đó như sau: một phần khu dân cư phường 8, phường 9 và trọn phường 11 được điều chỉnh từ đất y tế thành đất ở. Khu dân cư phường 4 được điều chỉnh từ đất cây xanh, công trình thể dục thể thao thành đất công trình công cộng, thương mại dịch vụ. Và khu dân cư phường 6, phường 17 được điều chỉnh từ đất cây xanh thành đất ở, thương mại dịch vụ và thể thao. Xét về tổng hợp những quy hoạch giao thông tại quận Gò Vấp nổi bật trong đó đáng kể đến như sau: điều chỉnh lộ giới đường số 7 phường 3 giáp ranh quận Phú Nhuận đến đường Phạm Văn Đồng từ 16m còn 12m. Điều chỉnh lộ giới đường T2 hiện nay là đường số 20 giới hạn từ đường Trần Bá Giao nối dài đến sông Bến Cát từ 20m thành 12m. Điều chỉnh lộ giới từ số 22 giới hạn từ đường Dương Quảng Hàm cho đến sông Bến Cát, có đoạn theo hiện trạng, có đoạn dự phóng và hướng tuyến chạy dọc theo rạch Ông Cừ từ 12m xuống thành hẻm có lộ giới nhỏ hơn 12m và xóa đoạn dự phóng. Điều chỉnh lộ giới từ đường số 7 phường 3 giới hạn từ giáp ranh quận Phú Nhuận đến đường Phạm Văn Đồng từ 16m xuống thành 12m. Và điều chỉnh lộ giới đường Lê Lai giới hạn từ đường Lê Lai cho đến đường Phạm Văn Đồng từ 16m thành hẻm có lộ giới nhỏ hơn 12m. Điều chỉnh lộ giới đường T2 hiện nay là đường số 20 giới hạn từ đường Dương Quảng Hàm cho đến Trần Bá Giao nối dài từ 20m thành 16m. Và điều chỉnh lộ giới đường W12 giới hạn từ đường Lương Ngọc Quyến nối dài đến đường số 9 gần rạch Chính Xiển, có đoạn theo hiện trạng, có đoạn dự phóng từ 16m xuống thành hẻm có lộ giới nhỏ hơn 12m và xóa đoạn dự phóng. Điều chỉnh lộ giới đường D8 giới hạn từ đường Quang Trung cho đến đường N5, có đoạn theo hiện trạng, có đoạn dự phóng từ 12m xuống thành hẻm có lộ giới nhỏ hơn 12m và xóa đoạn dự phóng. Và tiếp theo là điều chỉnh lộ giới đường 16m thuộc phường 9 có giới hạn đến đường Phạm Văn Chiêu từ 16m xuống thành đường hẻm có lộ giới nhỏ hơn 12m. Điều chỉnh lộ giới đường Bùi Quang Là thuộc phường 12, giới hạn từ đường Phan Huy Ích cho đến đường Tân Sơn, có đoạn theo hiện trạng, có đoạn dự phóng từ 30m xuống thành 20m. Và cuối cùng là điều chỉnh lộ giới đường số 9 giới hạn từ đường Lê Đức Thọ đến đường Dương Quảng Hàm từ 20m thành 16m. Nói về tổng hợp những dự án nổi bật thuộc quy hoạch của quận Gò Vấp năm 2021 thì gồm có dự án Studio D1. Dự án căn hộ Studio D1 Gò Vấp thuộc quy hoạch quận Gò Vấp là tổ hợp các căn hộ Studio và Shophouse tọa lạc ngay mặt tiền đường Phan Văn Trị và Dương Quảng Hàm. Địa chỉ nằm ở số 12 đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Công trình có hướng bắc giáp đường Phan Văn Trị, đại lộ Phạm Văn Đồng, hướng nam giáp với đường Dương Quảng Hàm, hướng đông giáp với đường Nguyễn Thái Sơn và hướng tây giáp với đường Thống Nhất, Trung tâm Y tế Đa khoa Quốc tế và Co-op Mark Phan Văn Trị. Giá dự kiến là 1 tỷ 4 cho đến 2 tỷ 1, theo diện tích từ 30m2 cho đến 45m2. Tiếp theo là dự án căn hộ City Plaza Nguyên Hồng. Dự án City Plaza Nguyên Hồng tọa lạc tại số 18 đường Nguyên Hồng,
Giá vé vòng xoay đường Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, Nguyên Hồng thuộc phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ căn hộ thì dân cư có thể tiếp cận đến sân bay Tân Sơn Nhất, công viên Gia Định, công viên Hoàng Văn Thụ, khu vực ngã tư Phú Nhuận và ngã tư Bình Triệu, Lăng Cha Cả vân vân. Giá dự kiến là 1,37 tỷ cho đến 1,9 tỷ theo diện tích là từ 55m² cho đến 76m². Tiếp theo là khu căn hộ Cityland Park Hill nằm trong quy hoạch khu đô thị kiểu mẫu Cityland Park Hill 27 ha, sở hữu vị trí vàng với hai mặt tiền là đường Phan Văn Trị và đường Nguyễn Văn Lượng Gò Vấp, những tuyến đường huyết mạch lưu thông ở phía đông và phía tây của thành phố Hồ Chí Minh, và giá dự kiến là từ 2 tỷ cho đến 5,33 tỷ với diện tích tương ứng là từ 45m² cho đến 120m². Tiếp theo là dự án Em Quan Gia Định Gò Vấp. Dự án Mastery Em Quan vị trí nằm ở mặt tiền số 12 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Gò Vấp, cách đại lộ Phạm Văn Đồng khoảng 200m và cách công viên Gia Định chưa tới 700m. Từ dự án thì cư dân tiện lợi lưu thông đến chợ Bà Chiểu trong phạm vi là 3-4 km và đến quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và trung tâm quận 1 trong vòng khoảng 10 đến 15 phút. Giá dự kiến cho dự án này là 1,32 tỷ cho đến 2,43 tỷ với diện tích tương ứng là 49m² cho đến 90m². Tiếp theo là dự án căn hộ 8X Thái An Gò Vấp. Khu căn hộ chung cư 8X Thái An cao 11 tầng và tầng hầm với diện tích là 3.606m² với 200 căn hộ diện tích từ 54m² cho đến 59m², dân số dự kiến là 650 người. Cụm cao ốc được thiết kế theo phong cách hoàn chỉnh, đầy đủ các chức năng sử dụng như là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, hai phòng ngủ, ban công, sân phơi và toilet, đảm bảo cho sự thông thoáng nhờ vào sự bố trí không gian hợp lý trong từng căn hộ bên cạnh diện tích công viên cây xanh là 925m². Và cuối cùng là khu căn hộ Oshimi Tower Gò Vấp, nằm trong khu dân cư đẳng cấp ở phường 15, quận Gò Vấp, gần rạch Bà Miến. Khu căn hộ Oshimi Tower cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 10 phút, lưu thông tiện lợi đến đại lộ Phạm Văn Đồng. Giá dự kiến là 936 triệu. Giá dự kiến là 936 triệu cho đến 4,95 tỷ với diện tích tương ứng từ 52m² đến 275m². Và cuối cùng là khu căn hộ Gia Phát Apartment. Dự án Gia Phát Apartment tọa lạc ngay số 117 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp. Từ vị trí thì dự án Gia Phát Apartment tiện lợi lưu thông đến các quận Tân Bình, quận 12, quốc lộ 1 và lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố. Giá dự kiến là từ 960 triệu cho đến 1,2 tỷ với diện tích tương ứng là 60m² cho đến 75m². Trên đây là tổng hợp quy hoạch quận Gò Vấp mới nhất năm 2021. Và hy vọng với những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn vị trí phù hợp nhất cho kế hoạch đầu tư xây dựng của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên đăng ký, like, share, nhấn chuông ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.